Ngần ngơ với dàn mỹ nhân hoa ngữ ở ngưỡng tuổi 50 mà vẫn sở hữu dáng người cực kỳ mờ lem. Sa thi mạn trông hệt như thiếu nữ. Giả tịnh văn sinh ba cô con gái rồi mà vẫn xinh tươi như thời thanh xuân. Khi bước qua tuổi 50, đa số các ngôi sao đều phải đối mặt với các vấn đề liên quan cân nặng. Có người dần thay đổi với nét đầy đặn phúc hậu, nhưng cũng chẳng thiếu cố gắng siết cân đến mức fan phải lo lắng dùng. Ấy vậy mà vẫn có những sao nữ đặc biệt lắm, tới tuổi này rồi mà vẫn giữ được dáng người cực kỳ mờ lem khiến hội fan trẻ tuổi cũng phải ngưỡng mộ. Trần Vĩ, Trần Vĩ là nữ diễn viên thực lực có tiếng của TVB đó. Đặc biệt là khi thâm cung kế được ra mắt khán giả, cô đã chiếm trọn spotlight với màn nhập vai công chúa Thái Bình đầy dã tâm và tham vọng khiến người ta vừa sợ vừa nể. Trên phim thì bị stylist dìm với tạo hình dư thế thôi, chứ ngoài đời Trần Vĩ toàn khiến người ta phải xít xoa vì trẻ quá là trẻ đó. Tính đến nay, nữ diễn viên đã 51 tuổi rồi, vậy mà từ dung mạo cho đến dáng người đều chẳng hề tương xứng số tuổi. Nhìn những hình ảnh Trần Vĩ khoe dáng bên hồ bơi, ai nấy đều đinh ninh rằng nữ diễn viên chỉ mới 30 tuổi là cùng. Có dáng đẹp xuất sắc, bảo sao Trần Vĩ tích cực thể hiện ưu thế trên sâu du lịch của nhà đài. Lý Tiểu Nhiễm Lý Tiểu Nhiễm có lẽ là cái tên trẻ tuổi nhất trong danh sách này khi còn 2 năm nữa mới chạm ngưỡng tuổi 50 cơ. Ở tuổi 48, Lý Tiểu Nhiễm đã khiến loạt đàn em trong giới phải hít khói mỗi lần khoe nhẹ dáng người với những bộ váy cắt xẻ táo bạo. Khuôn mặt đã trẻ trung thì chớ, đến dáng người cô cũng chẳng hề giống người ở tuổi trung niên một chút nào, vừa thon thả lại vừa căng đầy, khiến ai nấy đều mê mẩn không thôi. Đó là lý do mà Lý Tiểu Nhiễm luôn nhận được sự o bế của các nhãn hàng lớn đó, đi đến đâu cũng được người ta săn đón nhiệt tình. Lâm Chí Linh, đã có rất nhiều người khẳng định, sau Lâm Chí Linh thì chẳng còn đệ nhất mỹ nhân Đài Loan nào. Bởi vài năm trở lại đây, người ta chẳng còn tìm thấy sao nữ nào có nhan sắc vượt trội và dáng người quyến rũ như Lâm Chí Linh nữa. Tính đến nay, Lâm Chí Linh đã tròn 50 tuổi, lại còn từng làm sản phụ lớn tuổi, ấy vậy mà trong những hình ảnh mới nhất, cô lại khiến người ta nhầm lẫn ngỡ chỉ mới 30 mà thôi. Từ dáng người thon thả không chút mỡ thừa, biểu cảm tươi tắn dạng người, cho đến khí chất thời thượng diện đồ thể thao vẫn sang chảnh, Lâm Chí Linh hoàn mỹ đến mức chẳng ai có thể thay thế được. Giả Tịnh Văn Giả Tịnh Văn cũng là sao nữ xứ đài chạm ngưỡng tuổi 50 trong năm 2024 này. Theo lời nhận xét của Lưu Đức Hoa, Lâm Chí Linh là đại diện nhan sắc cho những sao nữ trên 1m70, còn Giả Tịnh Văn chính là biểu tượng vi rùa của những cô gái dưới ngưỡng chiều cao này đó. Và cũng giống như nàng Lâm, Giả Tịnh Văn của bây giờ vẫn khiến nhiều người phải ghen tị vì giữ được dáng người cực kỳ quyến rũ, chẳng hề giống mẹ của ba cô con gái một chút nào. Có thể thấy, dù bận rộn con cái, phát triển sự nghiệp thì Giả Tịnh Văn vẫn chẳng hề bỏ bê bản thân đâu, nhờ khéo cân bằng mọi thứ mà cuộc sống của cô ngày càng viên mãn hơn. Sa Thi Mạn. Tháng trước, Sa Thi Mạn vừa đón sinh nhật tuổi 49 đó, nghĩa là sau 11 tháng nữa thôi thì cô sẽ chính thức bước sang ngưỡng 50. Vậy mà nhìn vào Sa Thi Mạn của bây giờ, đố ai có thể đoán được tuổi thật của cô. Mới gần đây, Sa Thi Mạn còn khiến rất nhiều khán giả xôn xao khi khoe bộ ảnh đi biển cùng hội bạn thân, diện đồ bơi cực kỳ cuốn hút. Dù chẳng khoe dáng quá nhiều, nhưng thông qua ảnh do bạn bè chụp, khán giả đã phải ngẩn ngơ trước dáng người thon thả đến đáng kinh ngạc của người đẹp này. Xem ra đây chính là thành quả chăm chỉ tập luyện thể thao suốt nhiều năm trời của người đẹp danh tiếng gia tộc đó.